Phổi Clubman, còn bên kia là gì? Dạ dày, não Clubman và tim Clubman. Wow, thì ra đây chính là bên trong cơ thể Clubman mình đã bị hút vô rồi các bạn ơi. Ừ, tôi dài. Ê, chị Đi, chị có nghe thấy tiếng gì không vậy? Tiếng của Huy hả? Đúng rồi, nghe tiếng Huy nó không ở đây, nó phát ra từ đâu vậy? Tôi sắp bị tiêu hóa rồi. Hình như tiếng Huy nó phát ra từ bên chỗ dạ dày Clubman này chị Đi ơi. Mình nghĩ là Huy nó đang ở trong bao tử Huy đó. Nó mở ra, chị thấy dạ dày nó mở ra, chị có ơi, đây chính là đường đi vô dạ dày của Clubman sao? Ủa cái gì vậy? Cái chuyện gì vậy chị Đi ơi? Trời đất ơi, cái này là cái gì vậy? Ôi, đây là cái gì vậy? Sao bên dưới mình là những cái gì nước xanh xanh như là dịch tiêu hóa vậy coi? Còn cái này là cái gì đây? Thì chỉ là bắt cua sao? Ôi, có những cái bánh đang đang xoay xoay này. Ôi, hình như mình phải bắt cua lên nó sao? Ấy cha. Ôi, đúng rồi nè chị Đi ơi, chúng ta phải nhảy lên đây nè, nhảy lên đây. Ta chuẩn bị nhảy qua cái chúng ta. Cứu gia, tôi sắp bị tiêu hóa rồi. Huy sắp bị tiêu hóa rồi, đợi Huy rồi. Tôi cứu bay lên, tôi cứu bay lên, được rồi nhảy qua này. Ấy cha. Qua đi rồi, qua đi rồi. Trời ơi, cái đồng hồ kìa. Ôi, chị Đi ơi, lẹ lên qua bên này nè. Trời đất ơi, mình đụng cái đồng hồ đó nha. Em tin chị có thể làm được. Hay lắm. Đúng rồi. Nhảy qua đây. Ok, nhảy qua. Đúng rồi, trời ơi, chị Đi hôm nay nhảy hay quá ta. Nhảy là hay cha. Ui giời ơi, xin đợi đụng cái đồng hồ. Và cái cuối cùng, nhảy qua được rồi. Chị Đi ơi, có đây. Đúng rồi, nhảy qua hay lắm. Qua được rồi. Bây giờ mình đi vô trong hầm thử có gì nữa. Chị Đi ơi, không biết Huy đắp nó sao rồi. Tôi ơi. Chết rồi. Được rồi, từ Huy đến bên mình, tôi sẽ cứu mày. Được rồi, mày Skibidi, trời ơi, con bồi, đánh Skibidi. Đánh mấy con Skibidi nè, trời ơi. Mấy Skibidi sao nó ở trong dạ dày của Clubman nè trời. Ôi, còn một con đi bồi, hay lắm, Huy đất ơi. Hay quá. Trời ơi, tại sao bị kéo xuống rồi. Ôi, chết rồi, Huy đất ơi, bị kéo xuống chỗ tiêu hóa rồi kìa. Bây giờ làm sao đây, kiếm cái gì để lôi nó lên đi, nhanh lên. Ủa, lại cái gì, hình như ở đây có một sợi dây leo này, lấy nó. Huy đất ơi, tao kéo mày lên nè. Cảm ơn nha. Không sao đâu. Chết nữa là tao lọt xuống cái hố là tao bị tiêu hóa luôn rồi. Là vậy, trời ơi, bên trong dạ dày của Clubman có những cái cưa bằng vàng, nó sẽ cưa nó sẽ xay nhuyễn đồ ăn ra, sau đó nó sẽ chui xuống cái lỗ kia để nó tiêu hóa kìa các bạn. Sao bên trong dạ dày của Clubman ngoài có những con vật ra còn có cái Skibidi nữa ha. Trời, tao cũng không chắc nữa tôi à. Nhiều khi tên Clubman này nó không được bình thường. Nhiều khi nó đang bị Skibidi điều khiển á. Tao thấy trong này rất là nhiều Skibidi luôn. Bị Skibidi điều khiển à, đúng rồi ha các bạn. Vậy bây giờ tạm thời dạ dày có vẻ sạch sẽ rồi đó. Bây giờ mình qua những bộ phận khác xem bên mấy cái khác có cái gì không? Thôi được rồi, bây giờ mình hãy qua bên chỗ khác của Clubman đi. Nhiều khi bên đó có những con Skibidi nó đang điều khiển Clubman nên là Clubman nó bị xấu xa như vậy. Hên mình đã cứu được Huy nó ở đây nhưng mà vẫn chưa biết Jack ở đâu các bạn. Và bây giờ chúng ta sẽ tìm Jack ở những bộ phận còn lại, não như là tim của Clubman và cuối cùng đó chính là phổi. Bây giờ chúng ta nên đi đâu đây? Hay là mình qua phổi trước đi, coi nào Jack bị kẹt ở đâu. Cũng hợp lý. Bây giờ mình đi qua bên phổi của Clubman trước đi các bạn. Được rồi, bên trong phổi có gì đây? Lẹ lên. Ui, hình như đây chính là chỗ thở của Clubman đó các bạn. Sao chỗ này sao nó hẹp vậy? Ok vậy. Hình như đây nó như một cái mê cung vậy trời. Mê cung bằng vàng hả? À, vậy muốn vô được qua được cái phổi là mình phải đi vô cái mê cung này đó tao gà. Trời đất ơi, vậy là mình muốn vô được phổi Clubman là mình phải vượt qua cái này các bạn. Bây giờ chúng ta cố gắng tìm ra đường ra thôi. Ok vậy. Ui, sao đây là ai vậy? Sao vậy? Ôi, cái gì vậy? Ủa, hình như mình tìm ra được. Đây là lối ra nè. Vậy là mình đi đúng đường được không? Ôi, có lúc mình tới kìa. Trời ơi. Ủa, đây là cái gì đây? Wow, đây chính là lá phổi của Clubman kìa. Ôi, nguyên một cái phổi bằng vàng luôn kìa. Đây còn có những cái bánh đang đang sạch. Đang ở trên đó kìa. Ôi, ơi, ở bên trên nó có những con Skibidi nó đang bám vô cái thành phổi kìa bạn. Trời đất ơi. Cô Clubman đi tôi nha. Được rồi. Bây giờ em sẽ dùng những cái dây này em lôi mấy cái con này xuống đây ngoài. Được rồi, tôi sẽ lôi nó xuống đây. Hãy chết. Ôi, nó xuống rồi. Được rồi, mấy con này nhiều lắm các bạn ơi. Tôi kéo xuống cho mọi người đánh nha, mọi người. Được rồi, xuống này. Ôi trời ơi, quá trời luôn vậy. Mày này con, trời ơi, mấy con này nó bám như thành phổi của Clubman. Mày này con. Nhiều hết rồi. Phổi Clubman trở lại bình thường. Ôi, sao tự nhiên cái này nó dừng lại. Ôi, cái này cũng dừng lại luôn rồi. Ôi kìa, vậy sao nó báo động luôn kìa ơi. Hình như là cái phổi nó ngừng hoạt động nên là Clubman đang thiếu oxy rồi. Chết rồi, giờ sao? Vừa tiêu diệt hết mấy con Skibidi để ơi. Trời ơi, thì gì vậy? Nguyên một con Skibidi bự chù chù nó đang bám đằng sau cái phổi luôn. Oh my god. Trời ơi. Rồi vậy là nãy giờ mình mới tiêu diệt mấy con
con nhỏ, con này mới là cái con chính gây ra cái hiện tượng này. Đánh nó xuống khỏi cái bụi. Đánh nó xuống đây. Mày đánh nó xuống đây. Dùng kiếm nè, dùng kiếm nè. Mọi người lấy vũ khí. Mày đánh nó xuống đây. Mày nè, đây chỉ là cái con mày nè. Mày nè, tiêu diệt nó đi anh em ơi. Con kiếm nè. Mày nè. Mày nè. Đánh mày nè, đánh mày nè, đánh mày nè. Thường chưa ta? Tôi nghe thấy tiếng hoạt động lại rồi kìa anh em ơi. Wow. Tao biết ngay mà, Clockman này đang gặp vấn đề về sức khỏe, chắc chắn là do Skibidi rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Các bạn ơi, chúng ta đi ra lại cái mê cung đó rồi kiếm chỗ này chắc có ở đó không các bạn ơi. Nhưng mà bây giờ để quay về là chúng ta phải vượt qua cái mê cung có đang Clockman đang canh giữ kìa. Ôi, nó lại phát hiện rồi. Ok, bây giờ đến 1 2 3 cái là anh em chạy vòng qua đó để chạy về ngược lại luôn. Ok. Mình cũng đã đóng lại rồi. Nhìn những cái bánh răng kìa. Ôi, những cái bánh răng. Wow. Trở lại bình thường. Đúng rồi các bạn, hồi đầu mình xoay mượt rồi kìa, nó xoay mượt rồi. Đúng rồi, nó xoay mượt rồi các bạn. Nhưng mà hồi nãy cái dạ dày nó cũng xoay mượt rồi đây. Chỉ còn lại những cái não Clubman. Ô, cái não nó vẫn còn bị khẩn khẩn kìa bạn không. Và team Clubman nó vẫn đang bị đứng các bạn. Vậy bây giờ chúng ta sẽ đi vô cái não tiếp theo đây mọi người. Mình vô team Clubman trước đi. Team hả? Nó là một bộ phận quan trọng đó. Đúng rồi đó các bạn ơi. Tụi mình quyết định sẽ đi vô team của Clubman. Được rồi, đi vô nào. Okay. Đó, bây giờ, được rồi, mở okay. Cái này ra đó. Được rồi, không biết bên trong team Clubman thì sẽ có gì ta, tò mò quá rồi. Được bên trong kia là mày có tiêu gì được con này chứ bạn. Mày này con trời đôi chứ con này kia. Nó có tổng cộng là 5 đầu luôn các bạn. Nhưng mà đầu này còn là cái đồng hồ thôi à. Trời ơi, Huy Đức ơi, coi chân kia. Huy Đức ơi. Bây giờ nó đánh đâu á. Trời đất ơi, Huy Đức bị thương rồi các bạn ơi. Thôi bây giờ chỉ còn 2 đứa mình thôi. Chị nó bây giờ cố lên chúng ta phải tiêu gì được cái con này. Trời ơi, đánh. Chà mày ơi, khổ kìa. Ôi, hình như nó vừa mất một đầu rồi kìa. Chị nó bây giờ nó đầu tính là hai. Cổ của nó nha mọi người, được rồi. Cái cổ thì là mình sẽ đánh cái lại cái này. Bây giờ chúng ta cùng hợp sức nào chị nó bây ơi, được rồi. Hãy cho chị nó bây ơi. Nó chỉ còn một cái đầu thôi. Chị nó bây ơi. Được rồi, để tao. Hãy cho. Hay lắm, hay lắm. Trời đất ơi, hay lắm. Mày còn khỏe, tao tưởng mày bị nằm một đống rồi chơi đó. Tao sao mà nằm được. Được rồi, đi chơi tiếp nào. Ok, được rồi. Vậy bây giờ chúng ta sẽ gọi là có thể đi vô được bên trong team của Clubman được các bạn. Ôi, trái tim của Clubman nó đang đập kìa các bạn ơi. Vậy là trái tim nó vẫn đang bình thường mà đâu có gì lạ đâu đúng không các bạn, nhìn nó vẫn đập bình thường mà. Cái đồng hồ trên trái tim nó hơi cũ á, tôi gà nhìn. Ủa, đúng nè. Tôi nhìn kìa, cũng đúng á, chắc nó bị bụi bẩn nhiều quá nên trái tim nó đập bị chậm các bạn, nên là không có đủ sức cho Clubman. Nhưng mà bây giờ làm sao để mình vệ sinh bây giờ nó cao quá. Ok vậy chị có đây. Mang cái chổi nè mới nó hợp lý, hợp lý. Xin cái đồng hồ cho đi em ơi, nó bụi quá kìa. Vệ sinh nào, vệ sinh nào. Cho hình như nó đang hiệu quả kìa mọi người, nó đang phát ra những cái ánh sáng kìa, nó hiệu quả kìa. Còn bây giờ thì nó đã mạnh hơn và nó đã khỏe hơn, tim đập và bơm máu cho nó lẹ rồi. Đây là xong rồi. Xong rồi mình qua bộ phận cuối cùng ấy. Bộ phận cuối cùng là cái gì mọi người biết không? Đó chính là não của Clubman đó các bạn ơi. Được rồi, để mình đi vô trong bên não. Mình tưởng cái não của Clubman đang có vấn đề gì không các bạn. Đi ra khỏi tim của Clubman thôi nào. Tim Clubman nó trở lại bình thường rồi kia, nó xoay lại được kìa. Và chỉ còn một cái cuối cùng, đó chính là não của Clubman. Vậy bây giờ chúng ta vô trong giải cứu Clubman thôi nào. Đi vô bên trong não Clubman nào, let's go. Cũng không biết là có dắt ở trong này không nữa các bạn ơi. Hay là bây giờ chúng ta cứ đi vô thử coi. Được rồi, đi vô coi thử coi. Hình như đó chính là não của Clubman kìa ơi. Cái gì vậy? Hình như não Clubman đã bị điều khiển bởi cái gì kìa ơi. Ta chính là Skibidi G man. Trời đất ơi, mình biết ngay mà. Con này nó đang ở trên cái não của con Clubman để nó điều khiển cái người đồng hồ. Các bạn nhìn kìa. Trời đất ơi, bây giờ mình sẽ không đụng được cái não. Ôi trời ơi, không có đụng được kìa luôn rồi. Trời đất ơi, người không thể tấn công được ta đâu. Trời đất ơi, cái gì vậy? Người cũng không thể cứu được tên Clubman này đâu. Skibidi, lên đây. Mày nè, mày nè, mày nè. 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 Mày nè, mày nè.
Man kêu người đầu hàng chưa? Nhưng các người không thể tiêu diệt ta đâu. Bạn ơi. Ê tôi nghĩ hay là mình dùng chỏ mình chọi vô mặt ông. Dùng chỏ mình chọi đi mình thử coi. Hay cha ơi, ơi hình như đường này có ai chọi vô mặt. Ây da, ây da, ây da, ây da, ây da. Mày nè, mày ơi, thanh máu của ông đang giảm đi, mình chọi vô kìa. Chọi vô mặt ông đây, chọi vô mặt ông đây, máu ông đang giảm đi. Lên đây. Mọi người đánh mấy con ở dưới đi để tôi nhắm mấy con. Tôi nhắm con. Mày ơi, mày ơi, mày ơi, mày ơi, mày ơi, chết đi tên G-Man kia, hãy trả sự tự do cho ông Clockman đi nào. Nó sắp chết rồi mọi người, mọi người sao sao lại cố lên lên. Ôi nó sắp chết rồi. Chị sợ rồi. Giận rồi đó. Cái gì? Người đánh là gì? Ôi chết rồi. Ôi nó hất tung mình ra luôn rồi. Cái chổi của mình phải lụm lại cái chổi. Ai đã lại đâu chơi? Nó mất cái chổi luôn rồi. Nãy giờ tao đùa với tụi bay là đủ rồi. Giờ mình không có thể đánh nó được. Chết rồi. Tại vì Clockman sao ngươi lại đây? Ha ha, bây giờ ta đã khỏe lại rồi mà tao có thể làm chủ cơ thể của mình rồi. Ta đã tiêu diệt hết những con Skibby này. Hãy cho, hãy cho, hãy cho. Wow, Clockman mạnh quá. Wow, Clockman wow. Gì được rồi. Quá hay. Không thể nào, không thể nào. Còn bây giờ còn người đó Skibby G-Man, ta sẽ tiêu diệt ngươi. Hãy cho. Wow. Vì cậu đã chữa cho các bộ phận cắt của ta nên là ta đã có thể có khả năng để tự phòng vệ, tự kháng thể bản thân khỏi những con CBD xâm chiếm cơ thể ta rồi. Wow, thì ra là vậy, sao xịn quá vậy. Cảm ơn các cậu đã cứu ta. Còn bây giờ thì đi ra khỏi cơ thể của ta đi. Ôi sao chỗ này nó bắt đầu rung rồi nè mọi người, nó rung rồi kìa, nó rung kìa. Ôi chết rồi, nó rung rồi. Các cậu nhiều nha, bây giờ ta sẽ đi tiêu diệt những con Skibidi khác đi cứu thế giới này. Bye bye. Vậy là mình đã thoát ra khỏi cơ thể Clockman và mình đã cứu được Clockman khỏi bị Skibidi G-Man điều khiển được coi. Các anh muốn coi một video khác về Clockman, vì sao Clockman lại ác được như vậy thì bạn hãy bấm vào video này. Thì Clockman khi đó đã bị điều khiển đó các bạn. Còn bây giờ thì mình phải đi kiếm dắt thôi, không biết dắt đâu rồi nữa. Chị nên đi với ơi, đi kiếm dắt thôi. Bye bye.